Xin kính chào quý bà con, kênh Nhà Nông Miền Tây chuyên mục giá cả thị trường nông sản xin tiếp tục cập nhật giá ớt các loại hàng ngày cho quý bà con tham khảo. Giá ớt hôm nay thứ Hai ngày 22 tháng 8 năm 2022 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục không đổi ổn định nha quý bà con. Giá kênh cung cấp hiện tại là giá thương lái mua tại rẫy tự chuyên chở tại Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang và chỉ có tính tham khảo vì giá ớt thay đổi tại các tỉnh do nhiều yếu tố như và, ruộng và, ớt, loại ớt, khả năng mua, vận chuyển và, tại từng tỉnh thành nhà quý bà con. Giá ớt cụ thể như sau, ớt chỉ thiên tại các tỉnh miền Tây, Vĩnh Long, Đồng Tháp, 35.000 đến 45.000 đồng mỗi kg, An Giang 33.0-42.0 đồng kg, Cần Thơ 33.0-42.0 đồng kg, Trà Vinh 35.0-45.0 đồng kg, Sóc Trăng 33.000 đến 42.000 đồng mỗi kg, giá và, ớt cổ nhì 30.0-33.0 đồng kg và, giá và, ớt cổ nhất 35.0-39.0 đồng kg và, giá và, ớt nách, ớt xuất khẩu 40.000 đến 43.000 đồng mỗi kg. Ớt chỉ thiên tại các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên, Đắk Lắk 30.000 đến 33.000 đồng mỗi kg, Gia Lai 30.000 đến 33.000 đồng mỗi kg, Bình Định 29.000 đến 32.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng 30.000 đến 33.000 đồng mỗi kg, ớt chợ có giá từ 20.000 đến 22.000 đồng mỗi kg. Các tỉnh phía Bắc giá thấp hơn ở miền Tây và Tây Nguyên rất nhiều nha quý bà con, 20.000 đến 25.000 đồng mỗi kg, ớt sừng vàng đẹp cổ nhất 60.000 đến 63.000 đồng mỗi kg, ớt sừng vàng đẹp cổ nhì 50.000 đến 55.000 đồng mỗi kg, ớt sừng vàng hái xanh 45.000 đến 50.000 đồng mỗi kg, ớt sừng chín đỏ đẹp lựa 21.000 đến 22.000 đồng mỗi kg, ớt xiêm xanh 30.000 đến 35.000 đồng mỗi kg, ớt chuông đỏ 30.000 đến 35.000 đồng mỗi kg, ớt chuông vàng 36.000 đến 43.000 đồng mỗi kg. Trên đây là giá thực tế bà con bán tại rẫy hôm nay, giá có thể chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Quý bà con nào đã bán có giá xin vui lòng bình luận bên dưới để cập nhật chính xác tình hình giá ớt cho bà con tham khảo nha. Ngoài giá ớt kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây, hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn, xin chào và hẹn gặp lại.